Thưa quý vị, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo rà soát xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vừa diễn ra chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa đột phá thể chế theo yêu cầu của Hội nghị Trung ương 10. Cùng tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước, các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ ngành, thành viên Ban chỉ đạo. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chúng ta đang ở trong thời kỳ tăng tốc bứt phá hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, chuẩn bị bước sang năm 2025, năm hoàn thành toàn bộ mục tiêu đại hội lần thứ 13 của Đảng. Hội nghị Trung ương 10 đã nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, trong đó có đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế chính sách để khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển. Theo Thủ tướng, việc xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật phải theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn nữa, giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà chi phí, tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, xóa bỏ cơ chế xin cho và môi trường phát sinh tham nhũng tiêu cực, nhất là tham nhũng vặt. Với tư tưởng thông thoáng, đổi mới, đột phá, tầm nhìn chiến lược, lâu dài cho sự phát triển, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, tránh lợi ích cục bộ. Thủ tướng nêu rõ Trung ương và các bộ ngành tập trung xây dựng luật pháp, thể chế, cơ chế, chính sách, các chiến lược, kế hoạch, chương trình, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi cấp dưới và thiết kế công cụ kiểm tra, giám sát, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Thủ tướng lưu ý quá trình rà soát, đề xuất xử lý các vướng mắc của pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn. Việc rà soát xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nói riêng và xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật nói chung phải bảo đảm tiến độ, thời gian, nâng cao chất lượng, trong quá trình xây dựng pháp luật phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội. Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị trao tặng hỗ trợ các tỉnh thành phố bị ảnh hưởng bởi bão lũ nhằm phục hồi sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ mong muốn chính phủ ban hành nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với người có thể tiếp cận được ngay nguồn vốn nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản đã hỗ trợ cho người nông dân thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bằng tiền mặt, thức ăn, con giống, thuốc, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường, phao và các vật tư khác với tổng giá trị hơn 160 tỷ đồng. Dù số tiền không lớn so với thiệt hại, nhưng đây là sự chia sẻ quý giá, là nguồn kinh phí tự nguyện, thể hiện quyết tâm của các doanh nghiệp với người nông dân. Ngay sau khi cơn bão Yagi đi qua, để lại những tổn thất nặng nề, người dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã chủ động bắt tay ngay vào việc dọn dẹp, đầu tư, tu sửa lại cơ sở vật chất để nhanh chóng khôi phục sản xuất. Gia đình anh Nguyễn Văn Huynh có tổng số 22 lồng cá, thì 15 lồng cá bị sóng đánh hỏng, ước tính thiệt hại trên 3 tỷ đồng. Cụt vốn, dư nợ ngân hàng vẫn còn 2 tỷ đồng, anh đang từng bước sửa sang lại lồng bè để tiếp tục thả cá vào vụ mới. Là đối với cái khoản vay ở ngân hàng ấy, là tôi rất mong muốn là ở ngân hàng sẽ lùi lại cái thời hạn, ví dụ như là lùi lại thời hạn đáo hạn cho tôi này. Thứ hai là có thể là lãi suất có thể hỗ trợ mà giảm đi được một chút. Thứ ba là nếu như ngân hàng mà cho tôi nâng cái mức vay lên. Hà Nam có trên 120.000 con gia súc gia cầm bị chết, 1.436 hectare nuôi cá, 415 lồng bè nuôi thủy sản bị tràn ngập cuốn trôi, ước tính thiệt hại hơn 196 tỷ đồng. Chúng tôi cũng đang cố gắng để khắc phục, để duy trì. Thì gia đình tôi thì cũng muốn là đề xuất với ngân hàng để cho gia đình xin giảm lãi suất, hỗ trợ gia đình về độ khoảng chắc con bò thì cũng phải tầm 6 tháng mới khôi phục được. Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và của Agribank, thì Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giãn nợ và đồng thời thực hiện cho vay mới theo nghị định 55 và theo chỉ đạo của Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước cũng như của Agribank. Hà Nam vẫn tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại do bão lũ, tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, nhất là các ngân hàng, có những phương án phù hợp để hỗ trợ người dân vay vốn ưu đãi để sớm khôi phục sản xuất. Thưa quý vị, các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn thực hiện xả lũ, mực nước trên các sông hiện vẫn còn cao. Để bảo vệ sản xuất, hạn chế ngập úng vùng hạ du, 100% trạm bơm tiêu ở 27 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang vận hành tối đa công suất.
để kịp thời tiêu úng các trạm bơm tiêu thuộc các công ty Sông Chu, Bắc Sông Mã và Nam Sông Mã đã vận hành liên tục từ ngày 22 tháng 9. Tại những huyện có nhiều diện tích trũng sâu và vẫn còn bị ngập, các đơn vị thủy lợi đang tăng cường khơi thông bèo, rác cùng các vật cản để cứu cây trồng. Đơn vị tập trung tối đa cái nguồn lực, các cái trạm bơm tiêu thì vận hành 100% máy để đảm bảo hết công suất tiêu úng kịp thời. Chúng tôi đã chỉ đạo các hợp tác xã khuyến nông khơi thông dòng chảy rồi thực hiện các biện pháp để tiêu nước, hút nước để đảm bảo là rút ra khỏi cái diện tích bị ngập để triển khai kịp thời cái công tác thu hoạch. Trong tháng 9, toàn tỉnh Thanh Hóa có trên 400 hectare lúa và 900 hectare rau màu bị ngập. Các đơn vị thủy lợi đã bám sát thông tin từ các nhà máy thủy điện, các đơn vị quản lý hồ chứa để điều hành tiêu úng. Tuy nhiên, hiện nước sông Mã, sông Bưởi, sông Chu vẫn cao, tiêu rất chậm nên có tới 10 trạm bơm bị cô lập, không thể vận hành. Cái lưu lượng đến hồ đang giảm dần và chúng tôi cũng đang tính toán để xả lũ giảm dần theo các cái nấc thời điểm khác nhau. Tuy nhiên cũng với nhà dù không chủ quan, căn cứ cái tình hình thực tế thì chúng tôi sẽ có những cái thông báo. Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các xã nằm trong vùng xả lũ thường xuyên thông tin để nhân dân dọc chiến sông có kế hoạch bảo vệ tài sản hoa màu và vật nuôi. Người dân tuyệt đối không đi lại hoạt động ở những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao, nước chảy xiết hoặc những vị trí đã được cắm biển cảnh báo lũ. Báo cáo với Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố khẳng định đến trước ngày 15 tháng 10 năm 2024 sẽ ban hành bảng giá đất điều chỉnh áp dụng trên địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định về sự cần thiết phải ban hành bảng giá đất điều chỉnh để áp dụng cho giai đoạn chuyển tiếp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc xây dựng bảng giá đất điều chỉnh tuân thủ đúng quy định về trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự kiến đến ngày 30 tháng 9, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn thiện tờ trình để trình lại Hội đồng thẩm định bảng giá đất thành phố. Trước ngày 10 tháng 10, Hội đồng thẩm định bảng giá đất thành phố sẽ tổ chức họp thẩm định. Đến trước ngày 15 tháng 10 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ ban hành bảng giá đất điều chỉnh. Việc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chưa ban hành bảng giá đất mới khiến từ ngày 1 tháng 8 hàng chục nghìn bộ hồ sơ về nhà đất bị tồn đọng tại các cơ quan thuế, buộc Ủy ban Nhân dân thành phố cho tạm áp dụng bảng giá đất hiện hành để tính thuế. Thưa quý vị, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, thành phố Hà Nội vừa công bố thực hiện thành công 3 ca ghép thận đầu tiên. Đây được xem là kỳ tích đối với một bệnh viện hạng 1 trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội. Bệnh viện cũng cho biết thêm là sẽ tiếp tục duy trì việc ghép tạng cho các bệnh nhân, cố gắng phát huy ý nghĩa cao đẹp của ghép tạng. Cho đi là còn mãi. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chính thức ghi tên mình trên bản đồ ghép tạng Việt Nam bằng việc thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên cho một bệnh nhân ở Tuyên Quang vào ngày 8 tháng 9 vừa qua. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công 3 ca ghép thận và làm chủ được kỹ thuật ghép thận theo hướng dẫn đào tạo chuyển giao từ các chuyên gia của Bệnh viện Quân y 103. Từ hôm nay là sau 13 ngày thì cảm giác như kiểu em khỏe lại đúng như bình thường, sức khỏe rất là tốt. Đấy, các chỉ số của em gần như là về bình thường hết rồi, nhưng mà bình thường luôn. Da riếc nó không bị đen sạm như lần trước nữa. Đấy, trước đấy em chạy thận thì da nó xấu, nó bị sạm đi rất là nhiều. Sau phẫu thuật, các bệnh nhân nhận thận đều tiến triển tốt. Chức năng thận đã được cải thiện dần về mức sinh lý bình thường. Tuy nhiên, các bệnh nhân này vẫn đang được theo dõi sát và dùng thuốc chống thải ghép theo phác đồ. Việc duy trì, phát triển và làm chủ kỹ thuật ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang sẽ góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Chúng tôi đã chuẩn bị cái này gần 2 năm rồi, liên tục. Thế nên là các cái cặp bệnh nhân cũng như là các cái kỹ thuật thì đều đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Thế nên là dự kiến chúng tôi sẽ ghép khoảng độ 20 cặp trong một lần. Và chúng tôi sẽ quyết tâm là sẽ thực hiện gần như liên tục cái này để chạy thường quy. Việc thực hiện những ca ghép thận thành công đối với một bệnh viện hạng 1 trực thuộc Sở Y tế thành phố được xem là bước phát triển đáng ghi nhận. Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang sẽ tiếp tục triển khai các ca ghép tạng nhằm phục vụ nhu cầu chính đáng của bệnh nhân, đồng thời cử nhân lực đi đào tạo nâng cao chuyên môn, bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu ghép tạng của nhân dân. Ngày hôm nay, tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Khoa học năm 2024. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh các công trình khoa học của các chuyên gia, các bác sĩ, đồng thời tạo dựng môi trường trao đổi khoa học chuyên nghiệp cho cán bộ, nhân viên y tế.
Hội nghị khoa học năm 2024 với chủ đề Đổi mới sáng tạo, hợp tác vươn tầm quốc tế, quy tụ gần 1.000 nhà khoa học quốc tế và các chuyên gia, bác sĩ, nhân viên y tế đến từ các bệnh viện và viện nghiên cứu hàng đầu như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford với hoạt động tổ chức từ hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Hội nghị có 141 bài báo cáo với 18 chuyên đề y khoa, chia thành 30 phiên hội thảo chuyên đề. Đây là diễn đàn y khoa tầm cỡ dành cho các cán bộ y tế trong và ngoài nước để chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật tiến bộ y học, công bố các kết quả bước đầu ứng dụng công nghệ hiện đại trong chẩn đoán và điều trị bệnh, nhận diện những thách thức mới trong y học và tìm giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn, phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Hội nghị khoa học thường niên năm 2024 ghi nhận những báo cáo đặc sắc đến từ các chuyên khoa mũi nhọn, trong đó có các thông tin lần đầu được công bố mang tính thời sự, có giá trị thực tiễn cao. Năm học mới đã bắt đầu, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra nhiều hướng dẫn và khuyến cáo về công tác phòng chống cháy nổ trong trường học để tăng cường bảo đảm an toàn cho học sinh. Bên cạnh đó, thông qua những buổi tuyên truyền, chính các em cũng đã trở thành một tuyên truyền viên đến tận gia đình mình. Đây là một buổi sinh hoạt ngoại khóa về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trường tiểu học Ba Đình. Các đồng chí công an quận Ba Đình đã trực tiếp hướng dẫn những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy cho học sinh như làm quen với các phương tiện chữa cháy và nâng cao hiểu biết đối với công tác an toàn cháy, nổ trong gia đình. Qua đó góp thêm hành trang kiến thức về phòng tránh tai nạn do hỏa hoạn, bảo đảm an toàn cho chính mình trong quá trình học tập, sinh hoạt. Khi có cháy thì chúng mình phải gọi cho số điện thoại 114. Ngoài ra thì khi mà mình có khói, cháy nó có khói lên thì mình cần phải lấy dấp khăn, sau đấy là bịt cả mũi và miệng. Các con sẽ được học các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trên hình ảnh. Ngoài ra các con được trải nghiệm thực tế, học cái kỹ năng là thoát nạn trong những cái đám khói từ trên các tầng trên xuống. Và cách chạy như thế nào, ví dụ như là che khăn ướt lên trên mũi và cúi xuống dưới sàn. Cơ sở giáo dục là một trong số cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Đây là khu vực tập trung đông người, nhiều trang thiết bị dễ cháy như bếp ăn, nhà để xe, thiết bị phục vụ học tập như máy chiếu, máy vi tính. Đối tượng chủ yếu là học sinh chưa có kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, tâm lý dễ hoảng loạn khi xảy ra cháy. Do vậy, công tác tuyên truyền hướng dẫn các kỹ năng cơ bản về phòng ngừa cháy nổ, thoát nạn an toàn là rất quan trọng. Nhà trường luôn luôn chú trọng đấy là việc phối hợp với lại các cơ quan, liên quan mời công an quận về để tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy cũng như là tập huấn cho cán bộ công nhân viên cũng như là giáo viên và thậm chí là cả học sinh của nhà trường. Thông qua các buổi chương trình tuyên truyền sẽ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng vừa bắt giữ một xe ô tô chở thuốc lá nhập lậu, tông vào hàng loạt phương tiện trên quốc lộ 22 để tẩu thoát. Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan đã lập hồ sơ truy xét người liên quan trong vụ ô tô chở thuốc lá lậu, tông hàng loạt phương tiện trên quốc lộ 22. Vào khoảng 21 giờ tối 26 tháng 9, xe ô tô chở khoảng 600 cây thuốc lá lậu cố ý đâm va vào nhiều phương tiện khác đoạn qua địa bàn xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi để tẩu thoát. Lực lượng chức năng sau đó đã chặn bắt chiếc xe và người trên xe để phục vụ điều tra, truy xét. Được biết đây là chuyên án của công an huyện Củ Chi trong việc phá đường dây buôn bán vận chuyển thuốc lá lậu từ Tây Ninh lên thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 27 tháng 9, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt giữ đối tượng Lê Trung Thành, sinh năm 1984, trú tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện. Đối tượng Lê Trung Thành đã mạo danh một nhà sư thường xuyên làm từ thiện và lập trang Facebook Mái Ấm Tình Thương, sau đó đã sao chép những bài viết kêu gọi hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trên mạng xã hội, rồi sửa số tài khoản nhận tiền, đăng tải lên trang Facebook này. Khi bị phát giác vào tháng 2 năm 2023, đối tượng đã đóng tài khoản và mở ra nhiều tài khoản Facebook khác để tiếp tục hoạt động. Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt thông qua hình thức mượn danh người khác kêu gọi từ thiện từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2024 là khoảng 400 triệu đồng. Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị,
sợ sai, né tránh, sợ trách nhiệm đang là một thực trạng đáng buồn và gây ra những hệ lụy xấu. Hiện tượng này không chỉ khiến công việc trở nên trì trệ, làm suy giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan công quyền, mà còn là điểm yếu để cho các thế lực xấu xuyên tạc, hạ thấp vai trò uy tín của đội ngũ cán bộ đảng viên. Vì vậy, loại bỏ tình trạng sợ sai, ngại trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ đảng viên chính là giải pháp thiết thực, góp phần bảo vệ đảng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Hiện nay, tình trạng sợ sai, né tránh trách nhiệm là nguyên nhân gây bức xúc, ách tắc, trì trệ trong hoạt động của các cơ quan công quyền. Điển hình có thể thấy trong việc giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ triển khai rất ì ạch. Thậm chí một số ngành, địa phương còn trả lại vốn ngân sách đã được phân bổ. Trong khi ngành, địa phương không đủ nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trên thực tế chúng ta thấy hiện nay là cái tình trạng né tránh, không dám nghĩ, dám làm, dám quyết liệt, nó vẫn diễn ra và khá phổ biến. Cái tình trạng này từ trung ương đến địa phương, chứ không phải chỉ có địa phương. Thì đây là một vấn đề nó đang đặt ra rất là, có thể nói là rất cấp thiết đấy. Cấp thiết. Chính là nhiệm vụ của mình, nhưng mà cũng lại ngại, lại sợ, lại né tránh, lại đùn đẩy. Cho nên là gì? Cấp dưới đùn đẩy cấp trên, rồi cấp trên lại bảo cái này là của cấp dưới. Thì tóm lại là dẫn đến một cái gì? Dẫn đến cái tình trạng trì trệ công việc. Mà trì trệ công việc thì nhiều khi mất thời cơ và ảnh hưởng đến cái nhiệm vụ chính trị. Trước thực trạng này, năm 2021, Bộ Chính trị ban hành kết luận số 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73 để cụ thể hóa chủ trương này. Tuy nhiên, chính sách chưa thật sự đi vào cuộc sống. Đội ngũ cán bộ cần một hành lang pháp lý cụ thể hơn, hoàn chỉnh hơn để tự tin, đổi mới, sáng tạo. Tôi rất sợ vì quy chế của chúng ta nó chưa phù hợp. Bây giờ làm nhỡ ra cái mà nó không đúng cái thì sau này cơ quan điều tra vào, nó kiểm tra vào, nó kết luận là sai, thậm chí nó phải đi tù. Thì cái đó phải thừa nhận là thực tế và chúng ta phải khắc phục cái này. Nếu không có một cái thể chế tốt, hoàn chỉnh để bảo vệ thì tình trạng này sẽ còn kéo dài. Một mặt khác, Đảng ta cũng đã xác định rõ sự né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao là biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị. Việc chưa hoàn thiện cơ chế, chính sách lại là cái cớ để họ vin vào. Với những cán bộ như vậy, họ rất dễ bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân, dễ bị các thế lực thù địch tấn công về tư tưởng, làm suy yếu tính thống nhất trong nội bộ đảng. Ở trong đội ngũ cán bộ ta có một bộ phận cơ hội, hay ta gọi là thoái hóa, không có lợi nữa thì tôi không làm. Trước đây thì tôi làm thì có hối lộ, có quà nọ quà kia thì tôi làm. Bây giờ làm đúng thì không có gì, thế thì không có lợi thì không làm. Đấy là cái bộ phận thoái hóa. Đấy, còn cái thứ hai thì có lẽ cũng phải tính đến một bộ phận cán bộ mình là cái năng lực ấy, cái bản lĩnh yếu, chưa đáp ứng yêu cầu. Thành ra cũng không dám, cũng không biết làm thế nào để mà đột phá nữa. Thì cái trường hợp đấy thì chúng ta cũng phải tìm cách mà thay thế. Bởi vậy, phải kiên quyết xử lý những cán bộ năng lực yếu, không đủ bản lĩnh, sợ sai, né tránh trách nhiệm. Đồng thời, hoàn thiện thể chế để tạo điểm tựa vững chắc cho những người có đủ năng lực, đủ bản lĩnh thực hiện những đổi mới, sáng tạo của mình. Và một khi đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, vững về bản lĩnh chính trị, thì không một thế lực nào có thể làm lung lay được hệ thống.